Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục tử vi và cuộc sống của trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web, xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 của người tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng để biết năm Nhâm Dần bản mệnh phạm sao gì và cách hóa giải vận hạn. Trong quan niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ, hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao. Cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần, bao gồm, sao cát tinh gồm, sao thái dương, nhật diệu, sao thái âm, nguyệt diệu, sao mộc đức, mộc diệu, sao trung tinh gồm, sao thủy đức, thủy diệu, sao thổ tú, thổ diệu, sao vân hán, vân hớn, hỏa diệu, sao hung tinh gồm, sao thái bạch, kim diệu, sao la hầu, sao kế đô, và 9 sao chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là, hạn huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng và hạn diêm vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân năm đó sẽ gặp được thuận lợi hoặc trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hay xấu của một người trong năm, nếu gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi chèo mát mái, nếu sao chiếu mệnh xấu, sao hạn xấu thì người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Vậy, trong năm 2022 người tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng gặp sao nào chiếu mệnh và gặp vận hạn gì? Nam và nữ sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là cứu nội chi mã, tức ngựa trong chuồng, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. Nghĩa là lửa trên trời, tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng trong năm 2022 là 45 tuổi bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn huỳnh tuyền và vận niên xà hãm tỉnh. Một, sao Mộc Đức tốt hay xấu? Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh, quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp. Kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi, nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại, thuận lợi là thế nhưng... Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Mời bạn tham khảo, sao Mộc Đức là gì, nam nữ được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. 2. Hạn huỳnh tuyền tốt hay xấu, hạn huỳnh tuyền chủ sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm, kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm, chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy. Đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn huỳnh tuyền, bạn cần lưu ý, huỳnh tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới, huỳnh tuyền, trọng bệnh số lâm chung. Về làm ăn không nên kinh doanh, buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước, bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình.
Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huỳnh tiền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. 3. Vận niên xà hãm tình tốt hay xấu. Xà hãm tình là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn trong năm này bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi. Ngoài ra trong năm này bản mệnh kiêng đi xa, công danh không có gì mới. Trong năm này bản mệnh nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác, tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.